hơn 700 triệu mua đất ở đây này anh chị em ơi. Đó, tiền nào của đó nhá. Ngang năm sâu 30 đất ở đô thị, quý vị. Full ODT, sát những dãy nhà phố thương mại, nhà ở xã hội của BKMX luôn này quý vị này. Đất của chúng ta là đất nằm trong giai đoạn 1 của khu công nghiệp và đô thị BKMX Bình Phước nha quý vị nha. Ở đây dân cư đã ở đông đen rồi. Đó, công nhân ở đây đông kín rồi. Và đất địa thế đất bằng phẳng này quý vị này. Vỉa hè đã làm này. Chạy thẳng đường này chúng ta ra cổng chính là bệnh viện An Phú, ra cổng chính của khu công nghiệp BKMX, ra quốc lộ 14 luôn. Đó. Với sản phẩm này quý vị ạ. Trước đây thì anh chủ anh đã mua lô đất là 1 tỷ 250 thời điểm trước. Và thời điểm này đã lỗ hơn 500 triệu quý vị. Đó. Lỗ hơn 500 triệu bán chỉ hơn 700 thôi quý vị ạ. Bán chỉ hơn 700 thôi. Đó. Anh chị nào cảm thấy chúng ta phù hợp với cái sản phẩm này này. Cảm thấy là mua để ở, mua để xây nhà trọ, mua để cho thuê kinh doanh sau này thì chúng ta nên xem xét một lô duy nhất thôi nha quý vị nha. Ở đây không có hai lô ạ, một lô duy nhất thôi. Ai kẹt tiền mới bán thôi. Đất chúng ta nằm ở trong khu công nghiệp mà. Đấy, nằm ở những dãy nhà phố thương mại, nhà ở xã hội của công nhân. Mà giá hiện tại chúng ta có thể so sánh với lại Bình Dương quý vị. Ở Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 đi. Thì trước ở đây hiện tại ở Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 1 á, thì khi mà phát triển nổi những vị trí đất mà gần khu nhà ở xã hội này, thấp nhất hiện tại đang là 1 tỷ 9 quý vị, đang là 1 tỷ 9. Mà cái sản phẩm của chúng ta ở Trơn Thành Bình Phước cách cách với lại bến cát chỉ có 40 km thôi và cũng là khu công nghiệp của BKMX. Mà giá hiện tại đấy, chúng ta thì thấy 5 triệu một mét vuông thôi. Anh chỉ quan tâm gọi Trọng Thơ liền đi ạ.